Rồi bữa nay Lưng Cá Dồ và Thịnh Bò với Nhật Anh ba máy đang chạy ở đồng Xẻo Đước nha các bạn. Đồng này tương đối lúng à, nước giờ lên nhiều rồi nè. Mới lên máy thì thấy khum khum, thằng nào nấy khum khum hết trơn à. Chạy lên luôn đi, quay kìa. Con sai ra chạy lên đi, đừng cho nó quay. Đây là máy của anh Dương, cha của Thanh Bò, lâu quá mới gặp. Đất gì mà vừa bước xuống dưới ruộng thì bị lúng rồi. Nào nấy nghỉ chân rồi, để coi coi anh Dương có bị không nghe các bạn. Ôi. Trời, bấm luôn. Chà, tình hình gì đây? Vậy thấy mày mày không? Rồi, có nguy cơ nữa rồi. Có nguy cơ rồi. Vô số 10 rồi. Ui, vô số 10 cái. Ừ, ít ra cũng phải lá đâu mới được chứ. Lính là không được rồi Thịnh ơi. Ben này lúc trước chạy Ben nhanh lắm, sao giờ chạy thấy hơi chậm cho ta. Lúc này chạy dưới dân tính tới quê thấy nhanh lắm, giờ thấy hơi lì rồi. Này chắc có lẽ là bơm yếu. Tới giờ anh chú Đắc mới ra vỏ, có hơi bị muộn lắm không? Tình hình này chắc kéo quá các bạn ơi. Cái này cũng chưa gọi là lúng gì mấy nữa, tại cái cục bơm này làm như bơm thấy hơi yếu nè, máy không qua mạnh nè. Dính rồi. Hai thằng bên đó đầu sầm rồi đó. Vụ này chạy thì tương đối chua các bạn ơi. Dầu thì đắt cỡ này thì chắc có khoảng gần 3 lít là bình thường. Chạy lời chắc không có nhiều đâu. Tại cái mối lạnh rồi buộc phải chạy. Nãy giờ cá buổi gì mới lấy dầu chăm mà. Kéo lên ngoài các bạn ơi. Thấy vậy mà kéo muốn không lên nữa các bạn ơi. Vụ này thì đầu dạt phải buộc gì không nè. Rồi giờ lên chạy các bạn ơi, chạy chừng hai công đất là lúng còn nửa miếng này. Đang hoàng lúng nè. Đang hoàng lúng nghe các bạn, đang hoàng lúng, mình ngồi đây mình hút máu. Hai thằng ngồi hút máu bằng đứng cái vô chạy ngồi chắc có chữ quá. Vô chạy mấy con đường bỏ rồi giờ mình vô mình chạy.
Sao đậu lại rồi? Sao đậu rồi? Máy này có 40 triệu không dám xuống các bạn ơi. Máy này có 40 triệu chạy lúng không à, máy nó 130 chạy mới đỉnh. Máy 130 chạy đất lúng dữ quá. Máy vài chục à, nằm trên đây coi không à. Coi máy 130 này chạy. Đi ba thằng mà hai thằng ngồi dòm, thằng chạy lúng thì hồi chắc bị nhặn nước nè. Đi là đó nó thương lượng giá cả vậy mà chia 64 hay 73 gì đó. Nè các bạn, chú Nhật Anh đầu ngày đẩy cái nữa rồi nha. Ui. Hello cái coi. Thôi để cái phun nước luôn rồi. Máy 40 triệu chạy gì đúng rồi. Ui. Máy 40 triệu chạy bao nhiêu đó đúng rồi. Máy 40 nhẹ quá chạy không lên hả. Qua kéo rồi các bạn ơi. Cái thứ hai nha các bạn. Máy 40 triệu này nó chạy đúng hoài các bạn ơi. Máy 40 triệu này mới hơi cái là mất kéo rồi. Cái máy lấy ben mà bơm nó bị yếu rồi không thay rồi để gì chạy rồi là lúng hoài luôn các bạn ơi, không có đường nào lên được vậy. Bơm càng mạnh chạy càng ngon. Máy 40 triệu nè chạy vô lúng hoài vậy. Hai cái này nè các bạn. Coi miếng đất này còn cái nào nữa không nha. Nó nãy không nói chạy được bỏ rồi. Vô đất này, vụ này thì đất gì không, từ đầu này tới đầu kia chứ đâu có đường đâu chắc. Đầu dạc cũng như chính giữa, chính giữa cũng như đầu trên. Chạy không đó mà còn hai lần, còn hai cát. Đến mình chịu đất với hai cát. Chạy hồi mai nóng quá nó ngủm xuống nước cho nguội lại à. Thôi kéo lên nha. Rồi giờ qua đây coi lưng cá giò quằn lúng nha các bạn. Mấy anh trên kia chưa chân bẻ đầu ngang chân. Mà chết lên cái giò rồi.
Đây bắt đầu tới anh Dương. Dương này Dương lớn nha các bạn, đưa Dương cho anh bò. Rồi anh chạy lúng sao đây? Vậy chưa cho quay đầu lên nữa đó, thấy muốn quay đầu lên nữa đó. Rồi, buộc. Buộc lưng cái dầu phải ôm xô thôi. Không chạy mà còn chỉ rồi vậy. Đừng có dầu lúc này lên tay quá. Chạy với dân tính thời gian giờ lên tay quá. Đó là cái anh ấy buồn rồi đó. Buồn mà lái không 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 qua không lại cho anh đi chỗ mà thì không thì chết nữa rồi đó. Các bạn thấy bơm yếu xuống dưới lúng dở không? Đứng chỗ mà không thấy không? Mấy cái này không binh là binh gì? Không binh bơm dữ vô. Máy 40 triệu lúng ngày 4 cái các bạn ơi. Cái này nữa cái thứ 4 rồi. 40 triệu lúng quá trời lúng rồi. Máy 40 triệu mà bởi vì đâu chạy lên nổi. Đó, cái trà. Chạy kiểu đó, chốt, chạy. Chạy kiểu này ngày cây như con đất các bạn. Thoải mái 40 triệu nằm đây nữa rồi. Chạy mới nửa ngày mà lúng 4 cái rồi các bạn ơi. Đã nói điếc hay ngóng ngọng hay nói đúng lắm. Cái máy xuống lúng không được, máy xuống lúng dở mà lại đi đi kiếm lúng chạy không. Các bạn thấy rồi, rồi. Các bạn thấy chạy thịnh bò không? Lúc người ta chạy thì nó đằng xuống vòng mà tới chạy cầm máy chạy mình lên rồi là đủ quá trên gò nghe các bạn. Chắc ăn. Đó. Ở lúc mà không có cầm máy chạy thì nó dân cha lắm. Máy nào cũng như máy đó mà các bạn thấy không? Chạy thịt bò chạy đang chích phục đến kìa. Còn cái 40 triệu thì đang nằm đây nè các bạn. Còn cái của tôi là cái 130 đậu đây rồi. Đang gây sốt với hai cái bán này nha các bạn. Đúng là 130 chứ mà giờ bán chắc cỡ 60 mà các bạn ơi. 60 thì đủ máy cặp bách lòng đó. Rồi gọi máy chú 40 rồi chú bán nhiêu kêu luôn chứ 40 lúc chục đó 40 luôn hả? Ừ. Lúc kêu này kéo mệt quá 40 tặng thêm cái nơm trên cái máy cái nơm đó sản phẩm cho cái cam đó máy. Máy này tịt lắm hả? Cái này nào bỏ cái miếng kế này còn nhiêu chạy chạy. Rồi kéo máy 40 triệu mình lên nha các bạn. Máy 40 triệu này là con cọc nha các bạn. Đổ đây hỏi vô nước ngọt trên mới công gửi các bạn ơi. Máy này dữ lắm rồi, máy này báo dữ lắm báo. Chưa thắng dây nữa chạy lên rồi. Ui, chưa thắng dây nữa chạy lên rồi. Ồ.
xuống nước luôn rồi. Má này chạy nắng rồi nó xuống nước nó tắm các bạn ơi. Tới máy cá tra nha các bạn, máy này 130 chạy dữ lắm à. Còn máy 130 chạy lún nữa rồi các bạn ơi. Ba chạy khác, 40 chạy khác nha các bạn. Lỗ mai 40 lúng mấy 130 chứ như qua bình thường nha các bạn. Xuống chẹt về nó mừng nó chạy rồi kìa các bạn ơi. Tới bờ kinh nó còn chạy rồi, dám chạy vậy lên luôn đó là thiệt. Máy 40 triệu xuống là bỏ đầu không các bạn ơi. Đó, đó. Đó. Ôi ôi lọt xuống mấy ruộng bây giờ. Máy tay này xà máy ẩu quá các bạn ơi, vậy cũng xuống được nữa. Thứ đó dễ banh cách nước lắm á. Nếu mà nó chém cách nước nó banh cách nước rồi nó sâu xui. Tốn thêm 2 triệu mấy 3 triệu nữa. Ôi ôi, bé trượt lại kìa. Mạo hiểm nó nện cái gãy chẹt luôn rồi nha, gãy cái trượt luôn rồi banh chẹt luôn chê. Mày xuống chẹt rồi. Rồi thành công.
tới cá giò. Máy 40 nó cũng giả đích mà, máy 130 cũng giả đích nữa các bạn ơi. Dở đầu đó cho dở bứt xương sống luôn, đứng nhanh cho trượt đó không đứng. Vô bánh quá trời con ơi. Dạ. Nó sát quá trời luôn á. Chúng nhé. Má để cái bánh vào kinh rồi. Bỏ tiếp các bạn ơi. Ôi trời. Hồi nó chém anh chích nước luôn vậy. Hót điện quay cho. Bờ kinh nó dùng này là vậy nha các bạn, bờ kinh là chỉnh thước nha các bạn. Không được xuống, xuống được thôi. Xuống máy là mới móc máy thôi nè. Xuống máy là phải móc xình mới được nha. Trên bò mà cũng lúng đó. Cá cha đẩy cái quá tịch các bạn ơi. Mấy 130 này đẩy cái quá tịch rồi. Lắp bà kinh luôn hả? Ủa lắp kinh luôn hả? Thúi ngón tay hết rồi. Đó, móc rồi nha các bạn, giờ xuống à. Hai cái xuống dẹt à. Ôi coi chừng lũng kích nước nha. Ê. Oh.
Chú lớn trên là mà chú nhốt ruột ơi. Rồi. Chú không có răng nữa được. Cái mẹ đi. Để vô có cầu kỳ đó. Gì ghê vậy? Rồi. Xong một cuộc hành trình. Đi chứ không có là hạ cánh an toàn. Hình quá. Hình quá.